Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 19 Tây, tức là bên Việt Nam là ngày 20 Tây đó các bạn. Là 20 Tây. Hôm nay em bệnh tiếp rồi các bạn. Thứ nhất là thiếu ngủ. Cái thứ hai đó là lo quá. Và cái thứ ba đi làm nữa, cho nên ba cái nó cộng lại cái là nó rầm. Hôm qua đó vẫn còn khỏe. Về ăn bánh mì bò kho đó các bạn, rồi xong rồi quằn cái tới chừng 1-2 giờ chiều bắt đầu nó bệnh. Không công nhận cái đời mình nó vô thường thiệt đó các bạn, vô thường lắm. Giống như ngày hôm qua em cũng nghe kể có cái một cái bà hàng xóm ở bên Việt Nam á, hàng xóm bên Việt Nam á, thì sáng sớm mới đi bán cháo, cái trưa bà bị té phải đưa vô bệnh viện, cái chiều bà chết. Đó, thấy không? Sáng sớm còn đi bán, chiều chết. Giống em là sáng sớm hôm qua khỏe 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 re luôn, khỏe luôn, không ê ẩm người, không nhức mỏi gì hết. Tự nhiên đùng cái 2-3 giờ á, cỡ chừng hay vòng vòng 2 giờ cái đổ bệnh. Đó, các bạn thấy không? Cuộc đời mà. Ok. Lời đầu tiên em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Bệnh nhưng mà cũng ráng uống, 2 ngày rồi chưa uống. Uống này. 2 ngày liên tục uống cà phê đen của Starbucks, nó nóng người quá các bạn. Em mời các vị nha. Bà hết rồi. 2 ngày uống lại cái nó đã ghê á, phải thấm chút nước vô nữa. Người này nó ê ẩm lắm các bạn thông cảm nha. Hôm nay bên Việt Nam là ngày 20 Tây rồi, tức là ngày xử phiên tòa của bên vụ án Thiền Am, lúc trước gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai. Mệt quá, bị ê ẩm người, cái đầu óc nó làm sao đó các bạn, mệt dễ sợ luôn. Trước khi nói về cái đó, để em coi có cái thông tin gì mà em muốn chia sẻ cho các bạn cập nhật hay không. Ngày hôm bữa ngày chủ nhật thì có một chiếc xe chở những hộp xoàn đó các bạn, đã bị đi từ tại quên đó rồi, đi xuống cái khu để mà triển lãm đó, thì trên đường đi gần tới đó thì lại bị cướp mất hết cả hàng trăm triệu đô la những trong cái gì cái trang sức đó các bạn. Rất là phải nói là nguy hiểm. Chắc cái vụ này là chắc có lẽ là bị theo dõi, hay là người ai đó nó để ý tới, nó đi theo, cho nên mới biết là chở hộp xoàn. Mấy cái vụ cướp này nó xảy ra thường xuyên lắm. Và cái vụ mà cái thằng da đen mà 20 tuổi á, cái anh da đen 20 tuổi đó các bạn, mà bắn chết á, hai người 7-Eleven á, thì nếu như cái người này mà bị kết án á, convict á, là sẽ bị tử hình đó các bạn, death penalty đó các bạn. Ok, cái này đó là từ thành phố San Mateo, tức là gần San Jose, cách San Jose chừng đâu nửa tiếng thôi, chạy xuống tới phía nam San Francisco, đổ về Pasadena, tức là từ trên miền Bắc Cali trở về Nam Cali, gần tới Nam Cali thôi là bắt đầu bị cướp. Thì chắc có là bị theo dõi rồi. Mà chiếc xe đó là xe tiêu, giống như người ta gọi là tiêu cục đó các bạn, xe mà bằng sắt á. Trong đó nó những người trong đó đều có mang súng luôn. Nó có súng luôn, nhưng mà vẫn bị cướp như thường. Cái bên kia chắc là chơi lớn quá. Ngày hôm qua cũng là có một tin rất là vui. Thì Jennifer Lopez đã chia sẻ cái tấm hình mà cưới của mình cùng với anh Ben Affleck. Hai người này đã chính thức chia sẻ cái hình cưới trên cộng đồng mạng đó các bạn. Thì cũng là một tin vui cho Jennifer Lopez. Jennifer Lopez chắc là các bạn cũng đã biết rồi phải không? Một người rất là nổi tiếng của Mỹ đó các bạn. Em coi cái hình cưới mà hình hôm qua em có lấy xuống không ta. Cái hình cưới thấy cũng được lắm, đẹp. Mà tại sao cái này nó không thấy vậy? Em coi bên đây coi. Ở đây nè, hình cưới nằm bên đây nè các bạn. Đó, cái hình cưới của hai vợ chồng của Jennifer Lopez và tên gì của nó quên rồi. tên gì của anh rồi
Ben Affleck, ok, đó là hai vợ chồng đó các bạn, Jennifer Lopez và Ben Affleck, hình cưới đó, hình như này là chồng chồng thứ hai của Jennifer Lopez rồi thì phải, em nhớ nhớ không không rõ. Nói chung là em không có hồi nhỏ đó, lúc còn bé đó thì còn xem nhiều mấy cái vấn đề mà về những diễn viên hay là ca sĩ của Mỹ, nhưng mà sau này đó thì lớn lên đó thì nghe toàn là nhạc Việt Nam không à? À, hồi nhỏ thì nghe nhạc Mỹ chứ giờ lớn lên chơi Việt Nam không à? Thì đó là cái phần và mà đó. Thì hôm nay là cái ngày phiên tòa thì có một vài cái vấn đề tại sao mà chẳng hạn như kỳ rồi mà tại sao mà ra tòa cái ngày tháng 9 ngày 29 tây năm 2020 đó các bạn. Thì không có xử vụ vụ án của 50 côn đồ, chỉ xử cái vụ án của Châu Vinh Hóa thôi, là vết thương của thầy Lê Thanh Nhị Nguyên. Thì ngày hôm qua luật sư có ra một cái đó, cái đoạn về video em cũng cho các bạn coi sơ sơ ngày hôm qua nữa, là luật sư nói rằng đó cái hồ sơ mà nộp cho để mà kiện cái vụ mà 50 côn đồ đó thì bị ông Thắng, ông công an Thắng đã làm mất hồ sơ. Thì bây giờ mình nghe lại những cái khúc đã trình bày của luật sư nha, rồi sau đó mình nói tiếp nhé. Vì sao không xử lý đến cùng? Tất cả năm vấn đề trên đều là năm vụ án nghiêm trọng mà cơ quan công an huyện Đức Hòa đã không xem xét khởi tố là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Cả năm việc nêu trên cần được xem xét xử lý, điều tra. Nếu còn thời hiệu, nếu hết thời hiệu hoặc mất cơ hội, không còn căn cứ để điều tra tội phạm cho thấy công an huyện Đức Hòa đã có nhiều vi phạm, không điều tra xử lý. Thì năm điều đó đó, năm điều đó đem coi coi. À ok, năm năm điều đó đó, cái điều thứ nhất đó là Diễm My có bị bắt cóc hay không hay là ai bắt cóc. Cái điều thứ hai đó là công an có cưỡng bức giao cô Diễm My về cho ông Thắng và Mai bằng xe cứu thương ngoài sự tự nguyện của cô Diễm My như cô ấy quay clip tố cáo hay không. Và cái điều thứ ba đó là những người trong thiền am có cho cô Diễm My uống thuốc hướng thần thật không? Vì sao công an huyện Đức Hòa không điều tra tiếp? Đây đâu phải là việc điều tra theo lệnh của ông Thắng, bà Mai, hay hủy bỏ điều tra theo yêu cầu của ông Thắng, bà Mai. Cái điều thứ tư đó, những việc làm của những thành viên thiền am có vi phạm pháp luật không? Có gây mất trật tự công cộng không? Có làm sai sai lệch hình ảnh của cơ quan công an không? Việc quay phim chụp hình là có sai không? Vì sao cơ quan công an huyện Đức Hòa không xem xét xử lý hình sự hay phạt hành chính ngay? Vì sao lại bỏ qua? Vì sao phải bỏ lập lờ suốt 3 năm nay? Cái điều thứ năm là cách hành xử của điều tra viên Trần Quốc Thắng có sai phạm gì không? Có bị kiểm điểm khiến kiểm trách ở cơ quan không? Cơ quan đã điều tra xem xét đằng sau những hành xử khác lạ gây bức xúc như thế có ẩn tình hay tiêu cực gì không? Vì sao lại bị bỏ là về cái chữ nhỏ quá lân và dấu dấu điểm xuất hiện thông tin về đoạn ghi âm lời nói của ông Võ Văn Thắng phát biểu mua công an dễ lắm là thật hay giả, vì sao không xử lý đến cùng? Đó, tất cả điều năm này là bên bên công an huyện Đức Hòa đã bỏ qua hết các bạn. Thì bây giờ nó cái đoạn ghi âm đó đó thì các bạn cũng đã nghe rồi, bây giờ em cho các bạn nghe lại cái đoạn ghi âm đó nha. Cái đoạn ghi âm đó là có thật. À. Cái đoạn ghi âm đó khi nào mình nói tới đó là mình phải cho nghe liền, không thôi là ấy, người ta nói mình xạo, thấy không? Đây nè các bạn. Em thì dùng tiền là hợp tác với chính quyền xử lý cho cái nhờ cả cái đám tiền ăn nó phải đi tù đấy ngoan á mua như sức dạ thì bây giờ á cái sự thật là nó không lộ luôn cho nên chính quyền không xử cho nên kế hoạch để hại Việt Nam ấy là làm đảng thế giáo này ai cũng Việt Nam ấy. Đó, các bạn nghe rồi đó, thì theo lời của trong cái những cái giấy cáo trạng này là luật sư nói tại sao mà bên huyện Đức Hòa lại bỏ sót những cái tội này
là trong đó có ông Thắng, tại vì mình những cái điều lệ mà mua chùa công an cái đó là bất hợp pháp đó các bạn, không có hợp pháp tại tại Việt Nam. Thì nói chung là nước nào cũng vậy, mua chuộc hối lộ là không hợp pháp, kể cả ở Mỹ cũng vậy nha các bạn. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, đó là cái phần mà luật sư nói. Bây giờ mình bỏ lọt tội phạm đó các bạn, bây giờ mình nghe tiếp nha. Ý lợi việc thuộc thẩm quyền của mình gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục được. Chính vì những việc làm bất minh đó đã vùi uy tín hình ảnh của cơ quan này vào vùng mờ tối, không có cách gội rửa minh bạch, trừ khi quý cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra làm rõ 5 vấn đề trên để trả sự thật về cho sự thật, lấy lại danh dự, uy tín cho những người liên quan, và qua đó là điểm tựa an toàn để cô Diễm My tin tưởng hoặc tự xuất hiện. Đúng rồi. Tìm thấy kết thúc cuộc đời bi đát, bị o ép, bị cưỡng bức, bị mất tự do của cô Diễm My, một công dân lương thiện. Vì sao phải là cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra cả 5 vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra công an huyện Đức Hòa? Trả lời, vì cơ quan này có thẩm đó. Bây giờ người ta trả lời nha các bạn nghe nha. Quyền điều tra các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp. Nhưng giờ đây các cơ quan tiến hành tố tụng tại tỉnh Long An tiến hành khởi tố điều tra và đưa ra vụ án về tội gian theo điều 331 bộ luật hình sự. Vì phát hiện video clip ghi ngày 12/12/2019 trên một kênh YouTube giả mạo. Đây là bằng chứng giả mạo gắn cho Thiện An. Việc làm này của các cơ quan tiến hành tố tụng tại tỉnh Long An. Cái kênh giả mạo đó tức là Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official đó các bạn. Là một biểu hiện rất khiên cưỡng, rất thiếu khách quan và không toàn diện trong việc giải quyết vụ án. Không thể hiện được mốc xích, sâu chuỗi, tác động qua lại, gắn kết mật thiết giữa 5 vụ án nêu trên và các mối quan hệ phức tạp giữa công an huyện Đức Hòa, ông Thắng, bà Mai, Diễm My và Thiện An. 3. Lần dỡ lại vụ án 50 người, các cơ quan tố tụng tỉnh Long An đã điều tra, truy tố, xét xử như thế nào? Như đã nói bên trên, ngày 24/10/2019, ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai cùng khoảng 50 người tấn công, xâm phạm vào Thiện An. Đó là cái phần mà nói về 50 người. Thì bây giờ để em coi em còn cái đoạn video của 50 người đó không, để cho các bạn xem nha. Cái gì cũng vậy thì mình cũng phải nói có cái chứng cứ một chút. Trời đất ơi, đâu rồi? Các bạn chờ tới cái này là em không có chuẩn bị trước cho nên chờ nha các bạn. Không có trong phone này phone khác, em nhiều tài liệu lắm, nhiều tài liệu lắm, nhiều người kiếm em xin tài liệu lắm các bạn. Em coi, 50 người ha. Coi sơ sơ thôi nha, cái vụ 50 người thì các bạn cũng đã thấy qua hết rồi. Cái thời điểm đó đó là từ sáng tới tối luôn. Và bữa tối đó là họ phải nói là họ ở tới khuya luôn, họ mới chịu về. Và cuối cái giờ khúc cuối đó thì có một cô mặc áo xanh đã chọi cái dừa các bạn. Các bạn nhớ không? Nhớ phần đó không? Đây, để em đưa cái tấm hình này cho các bạn xem cái vụ 50 người. Cái năm đó là năm 2019. Đúng không? Cái đoạn video thì nó nằm bên cái điện thoại kia rồi. Đó các bạn thấy đó, ông Thắng đó. Hung dữ chưa? Lúc này là ông Thắng bước tới để mà đạp thầy Nhữ Nguyên đó các bạn. Thầy Nhữ Nguyên lúc này đó là mình đã nằm xuống đất rồi, nó bị cô Châu Vinh Hóa chọi mấy miếng gạch chính sẹt sẹt đó các bạn. Thì các bạn thấy đó. Cái gì cũng vậy cũng phải có những cái chứng cứ để mà mình nói ra thì phải nó có thật đúng không? Bây giờ mình nghe tiếp bên phía luật sư nha. Đập phá đồ đạc, hành hung, gây thương tích cho anh Lê Thanh Nhị Nguyên. Ngày sau đó, đại diện Thiện An, bà Cao Thị Cúc và anh Lê Thanh Nhị Nguyên có đơn tố giác tội phạm, yêu cầu khởi tố điều tra hình sự về hành vi của các tội xâm phạm chỗ ở của người khác, điều 158 bộ luật hình sự. Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản,
Điều 178 Bộ Luật Hình Sự và cố ý gây thương tích Điều 135 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa chỉ khởi tố, điều tra và truy tố ra tòa án đối với một hành vi của một đối tượng trong nhóm về hành vi cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án nhân... Cái người mà gây thương tích này đó, đó là cô Châu Vinh Hóa, cũng ở gần Bình Hưng Hòa luôn các bạn. Thì ông Thắng là ông ở Bình Hưng Hòa thì mọi người đều biết hết rồi, tất cả mọi người đều biết hết rồi phải không? Dân huyện Đức Hòa chuyển trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại về hai hành vi khác có dấu hiệu phạm tội để xét xử được toàn diện, khách quan, không bỏ lọt tội phạm. Quyết định số 6 ngày 29 tháng... Nhắc tới cô Châu Vinh Hóa đó, để em cho các bạn coi cái phần lúc mà cho cô Châu Vinh Hóa ra tòa. Rồi sau đó họ ăn mừng đó các bạn. Để em coi còn có cái phần đó đây không. Lúc đó đi ra tòa hai lần, một lần đầu tiên là tháng 9 ngày 29 và lần sau á, là tháng 4 ngày 15 tây năm 2021. Và như cái lần cuối cùng là tháng 12 đó các bạn, là sau đó là mấy thầy bị bắt đó. Em không có đoạn video đó đây, em không có chuẩn bị trước những cái đó thì các bạn hãy thông cảm nha. Để em coi ngày tháng 4 không, tháng 4 là ra tòa, tháng 4 ngày 2 ngày 15 tây tháng 4 ra tòa. Em coi cái hình bà đó đây không, thì đây ông Thắng đó là không quen biết gì hết, nhưng mà những người này lại đi chung xe nha các bạn. Thì không biết như thế nào ha. Để coi hình ở đâu rồi. À đây nè. Đây, tấm hình này đây là lúc đi chung xe với ông Thắng. Cái người đứng sau lưng, mặc áo đen, mà cao cao đó. Sao cô áo hồng, cô hồng đó là bà Châu Vinh Hóa. Và cái người cao cao đứng sau lưng đó, đó chính là con trai, tức là em của Diễm My đó các bạn, con trai của bà Mai và ông Thắng. Tất cả mọi người đều bước ra từ chung một chiếc xe này nha các bạn, chung một chiếc xe của ông Thắng. Nhưng ông Thắng cứ lên nói là những người mà lên mạng nói là những người mà ta hiếu kỳ, người ta đi tới quậy thôi, nhưng mà tại sao mà cái ngày ra tòa hai ba lần lần lượt đều đi chung với nhau hết. Thì sau khi phiên tòa ngày 15 xét xử xong đó thì mất người, tất cả mọi người đều đi ăn mừng. Tại vì lúc cái thời điểm này hình như là chỉ phạt có hình như 8 triệu mấy thôi và 2 năm giam, nhưng mà chưa có quy định là khi nào bắt đầu áp lực. Thì sau khi cái ngày phiên tòa ngày 15 tây đó, ngày 2021 thì tất cả mọi người đều đi ăn mừng các bạn. Đây là những cái hình ảnh mà cô Châu Vinh Hóa đã đi ăn mừng sau khi phiên tòa nha, cùng với ông Thắng rồi đó các bạn. Đó. Đó là cái hình. Thì đó. Này là họ ngồi họ nhậu, họ uống nước ở tùm lum hết, rất là nhiều người YouTuber cũng đã đi ăn mừng trong cái ngày đó, là ngày 15 tây tháng 15 tây tháng 4 năm 2021 đó các bạn. Đó. Để em coi em còn cái đây là cái đoạn video nha các bạn xem nha. Bây giờ cái đoạn video này là ông Thắng cùng với mọi người ăn mừng nha. Ông Thắng lúc đó là mặc áo hồng nha. Bây giờ nha. Đó, ông Thắng ngồi đó. Đó. Cái này làm quay chậm lại cho các bạn xem. Bây giờ cô đó là cô Châu Vinh Hóa đang áo hồng đang đứng đó, đang đứng mức độ đó, đó là cô Châu Vinh Hóa đó các bạn. Ngồi kế bên ai? Ta. Các bạn biết rồi đó. Thì đó cái đoạn video này là sau quay được sau khi mà họ thắng ra phiên tòa ngày tháng 4 ngày 15 tây và họ đi ăn mừng ở đây nha các bạn. Đó. Họ đi ăn mừng đó. Thì các bạn nghĩ xem, ông Thắng ông lên ông nói rằng đó là cô Châu Vinh Hóa này không có liên quan gì với ổng hết, nhưng mà lại đi chung xe, rồi đi chung xe ra tòa ba lần luôn các bạn. Rồi xong rồi cái này là lần ngày 15 tây nha. Để em coi ngày tháng 9 ông có không nha. Tháng 9 2020. Coi có lúc đó họ có đi ra tòa chung không nha. Để coi có đi chung, lúc đó là đi chung xe luôn. Để em coi có hình hay không. Là ngày 29 tây. 29 tây tháng năm 2000. Để anh coi, hình như đây có. Thì cái ngày mà lúc mà ngày mà 29 tây tháng 9 năm 2020 thì họ cũng đã đi chung xe tới tòa đó các bạn. Đây là cái hình này đây, để em coi không có cái video. Không có video cho bạn coi hình thôi. Ok, cái khúc này cái video không có. Ok thì
Đây là bà Mai bước xuống xe ngay cái ngày 29 tây tháng 29 tháng 9 năm 2020 là lần đầu tiên ra tòa cái vụ sự Châu Vinh Hóa đó các bạn. Thì mọi người đã đi chung xe với nhau, xe đó xe của ông Thắng đó. Đây là cái cô Châu Vinh Hóa, cái cô áo xanh thì đã bước ra khỏi xe và để đi thẳng vô trong đó. Em coi cái đoạn video. Đoạn video chắc nằm trong cái phone kia rồi các bạn. Thì hôm đó đó là cái ngày đầu tiên đó là tất cả mọi người đều đi chung xe hết. Và cái ngày phiên tòa này đây là hình như là bên phía của bên Thiền Am là không được vào, nhưng mà phía của ông Thắng rất là người được vào. Trong đó có Châu Tinh Tinh. Thì cái hình này đây chính là Châu Tinh Tinh nha các bạn. Lúc mà đi vào phiên tòa ra thì đây cái người này chính là Châu Tinh Tinh đã livestream ngay cái ngày tòa đó, tháng 9 ngày 29 năm 2020 đó các bạn. Thì các bạn thấy đó là ông Thắng nói rằng là không quen biết gì cô Châu Vinh Hóa hết, nhưng mà rốt cuộc lại đi chung xe, đi ăn chung, mấy lần ra tòa đều đi chung xe hết đó các bạn. Bây giờ mình nghe tiếp của bên luật sư nha. 9 năm 2020. Tuy nhiên sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa đã có văn bản đề nghị tòa án chỉ xét xử về hành vi cố ý gây thương tích, còn những hành vi khác sẽ được tách ra thành một vụ án khác để tiếp tục điều tra. Văn bản số 424 ngày 11 tháng 11 năm 2020. Vụ án khác nào đó đã được tách ra như thế nào và tiếp tục điều tra về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác và hủy hoại tài sản cho đến hôm nay là 2 năm 8 tháng, chưa bao giờ có kết quả trả lời chính thức như thế nào. Trao đổi với thành viên của Thiền An, ông Lê Thanh Hoàng Nguyên, điều tra viên Lê Tỷ Phong, người được phân công điều tra tiếp, đã bảo với Hoàng Nguyên rằng điều tra viên Trần Quốc Thắng, nhân vật được nhắc đến tại mục 2 bên trên, người trực tiếp xử lý tiếp dân ngày 12 tháng 12 năm 2020. Tức là ông Trần Quốc Thắng này là người đã tiếp dân trong ngày tháng 12, ngày 12 năm 2019. Tức là bữa đó là tiếp dân coi tiếp cho Diễm My đó. 2019 là tháng 12. Ok. Thì cái bữa đó là bên bà Cao Thị Cúc và Diễm My có một cái giấy mờ để mà đi lên trên tòa để mà gặp Diễm My. Thì sau đó thì Diễm My đã mất tích tại đó. Bây giờ mình tiếp tục nha. 2019. Người nhận được phân công điều tra vụ án 50 người trước đó. Người được phân công điều tra việc Thiền An có cho Diễm My uống thuốc hướng thần hay không, đã làm mất hồ sơ. Điều tra viên... Thì cái thuốc hướng thần này đó là bên ông Thắng đổ thừa là bên Thiền An là cho Diễm My uống thuốc hướng thần. Đó. Thì rồi cái thuốc hướng, cái chữ hướng thần này từ đâu ra? Là từ của ông thầy cái gì ông Trần Ngọc Thảo hả các bạn, Trần Quốc Thảo hay Trần Ngọc Thảo là ông Nhật Từ đó. Thì các bạn nghe tiếp nha. Lê Tiền Phong đề nghị Thiền An phải giao nộp lại các chứng cứ của vụ án. Ok, bây giờ nghe lại khúc này. Đã làm mất hồ sơ. Đã làm ông Trần Quốc Thắng đã làm mất hồ sơ. Lê Tiền Phong đề nghị Thiền An phải giao nộp lại các chứng cứ của vụ án mà trước đó đã giao nộp và thu thập bởi điều tra viên Trần Quốc Thắng. Tất nhiên là Thiền An không thể giao nộp lại các chứng cứ hay tang vật này vì đã nhiều năm trôi qua. Điều tra viên Trần Quốc Thắng có làm mất hồ sơ, tài liệu chứng cứ vụ án thật hay không? Nếu có thật thì đây là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng. Các hoạt động tư pháp phải được xem xét xử lý nghiêm. Đồng thời xem xét vì sao ông Trần Quốc Thắng này hay là mất hồ sơ và thường thì là mất các hồ sơ nào bất lợi cho ông Võ Quốc Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai đến vậy. Đã là mất ít nhất 3 hay 4 loại hồ sơ như thế, bao gồm 1. Biên bản làm việc với Diễm My. 2. Biên bản Diễm My đòi về nhà ba mẹ và không về Thiền An ngày 12 tháng 12 năm 2019. 3. Hồ sơ vụ án Thiền An có cho Diễm My uống thuốc hướng thần hay không? 4. Và mất hồ sơ vụ án 50 người tấn công Thiền An. Phần về hai hành vi xâm phạm chỗ ở và hủy hoại tài sản. Còn nếu không có việc làm mất hồ sơ chứng cứ vụ án,
thì vì sao cho đến nay đã 2 năm 8 tháng trôi qua mà hành vi xâm phạm chỗ ở, hủy hoại tài sản có tổ chức, hành vi hủy hoại tài sản của người khác vẫn chưa được khởi tố điều tra, chưa được thông báo các quyết định tố tụng chính thức cho những bị hại, cho những người dân tố giác tội phạm? Thì cái sự việc mà xâm nhập gia cư có tổ chức đó các bạn, thì cái đó là ông Thắng cũng đã nhận định rằng là từ khi mà ông vào ông quậy, thì ông có nhận rằng từ khi ông vào ông quậy luôn các bạn nha. Để em coi cái phần đó đâu. Cho nên cái động thái đó này. Cho nên cái động thái đó là gia đình mình đi đưa người ta, tức là nếu như mình không gây rối ở đó thì cơ quan họ không bao giờ vô. Cố tình thấy chưa các bạn? Tức là họ không đủ có thẩm quyền người ta vô phụ. Dạ. Tức là bé mình nó trên 18 tuổi làm sao? Trên 18 tuổi rồi. Người ta giải quyết cho mình được. Dạ. Nếu như nó 16, 17 tuổi thì nó bắt tội là tình nghi bắt cóc rồi nó được đọc lại nó vô được. Còn đây bé trên 18 tuổi thì nó không thể vô được. Thì sự việc nó xảy ra mà không ngờ là ở bên nó quá mạnh như vậy. Không lường trước cái vấn đề là YouTube của nó mạnh quá. Đó, cho nên bên ông Khuế ông Thắng đã biết YouTube bên Thiền Am rất mạnh, cho nên sau này đã đánh tâm lý, đánh truyền thông để mà giảm bớt cái số lượng fan của bên Thiền Am đó các bạn, là như vậy đó. Tức là trước đây nó đẩy trưởng xã lên đường là... Cái đó là cái vụ đẩy trưởng xã lên đường, tức là cái vụ 300 triệu. Thì cái vụ 300 triệu này đó là bên người bên Úc thì đã gọi về để mà xin xin giấy để mà đi diễn qua bên Úc cho Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên và Huyền Trân để mà đi diễn đó các bạn. Thì cái ông công an này ông muốn đòi 300 triệu để mà làm giấy. Thì cái đoạn 300 triệu đó có được đăng trên báo, nhưng mà em cũng chưa có chuẩn bị luôn cái bài này để em coi trên mạng còn để hay không. 300 triệu ha, 300 triệu. Hơn vụ đậu ả, không phải cái này. Nhóm người sai lầm tỉnh Quảng Nam, sư thầy báo mất. Cái đó không phải, cái đó 2019. Còn cái năm mà 2018 thì em có cái tờ báo đó, nhưng mà nó nằm ở bên cái phone kia mới biết cái sự việc đó như thế nào. Cái này là 19-20-20. Ok, cái đó là nằm bên cái kia rồi các bạn. Thì em không có thấy bên đây. Cái gì em sẽ chuẩn bị trước nha, các bạn thông cảm nha. Cái vụ 300 triệu đó em sẽ làm lại. Nói cứ làm hoài mà cứ quên quả. Vụ 300 triệu đó như xảy ra vào năm 2017-18 rồi các bạn, rất là lâu rồi. Còn cái phần mà ông Thắng ông nhận là ông đi vào trong mà ông quậy đó. Nói coi cái này là phần nào đó đây. Cho nên cái động thái đó, cái đó là cái này. Ngày 23 là anh đi trình các nhà báo hết. Nhưng mà nó cũng không có động thái gì mà để Tức là ông ta đã trình cho những nhà báo để mà đăng lên, để mà kiếm Diễm My. Chỉ nó đánh báo là lên truyền thông vấn đề đó thì mình thấy cũng không giúp đỡ được. Thì bây giờ trên tinh thần này, nhà báo như các bạn nghe đây, thì nó cũng có đưa ra một cái chủ đề mà mình thấy hợp lý, mình làm nhà báo nó đạt ra một cái vấn đề thứ nhất. Thứ hai nữa, nhưng nó đi sâu, chuyên sâu vô là muốn bắt cọp là phải vào hang cọp đó. Muốn cứu người trong đó, anh phải xâm nhập vô đó, anh phải gây rối trật tự đó, thì buộc cơ quan nó mới vô cuộc, mới làm việc. Cho nên cái động thái đó là gia đình mình mới đưa người ta. Có nghĩa là mình, cái mục đích của mình đưa người tới đó là chỉ tạo để gây rối, rồi báo cho chính quyền người ta mới vô. Đấy là cái phương án cuối cùng. Phương án cuối cùng rồi. Tức là nếu như mình không gây rối ở đó thì cơ quan họ không bao giờ vô. Cái việc tức là họ không đủ có thẩm quyền người ta vô phụ. Tức là bé mình nó trên 18 tuổi làm sao mà mình người ta giải quyết cho mình. Đó, các bạn nghe chưa? Thì ông ta đã nhìn nhận rằng là phải vào đó quấy rối quậy, cho nên chính quyền mới vô cuộc. Thì cái đó là ông ta đã thừa nhận rồi. Nhưng mà nhà của người ta đang ở, ai mà cho các bạn vào để mà quậy phá như vậy? Đó, bằng cớ chứng cớ rõ ràng như vậy rồi đó. Mà giống như theo lời luật sư đó, là ông công an Trần Quốc Thắng đã làm mất hồ sơ. Các bạn thấy chưa?
Cho nên cái sự việc này đó, cái những cái then chốt những trong cái này đó nó nhiều lắm các bạn. Nói là không bao giờ mà hết nổi đâu. Thì các bạn cũng thấy đó, là từ sự việc mà của Diễm My nè, của Thiền Am nè, và ông Thắng, bà Mai, là có hai phe trên mạng đấu đá nhau. Tức là một bên á thì bên ông Thắng, là bên ông Thắng là thì được em nhận được thông tin á, là những người đó đều được trả tiền hết các bạn, cho tiền để mà binh. Rồi còn một bên á là bên Thiền Am, thì hai bên đấu đá nhau. Nhưng mà cái bên mà bên Lật Mặt Thiền Am, Tỉnh Thất Bồng Lai đó, Lật Mặt Tỉnh Thất Bồng Lai thì họ đưa những cái chứng cớ mà phải nói là không có thật. Chẳng hạn như họ vẽ cái bản ADN ra, thì các bạn nghĩ xem cái bản ADN đó nên dễ con người này nội, mà thầy ông nội là coi như là ngủ hết người này nội, các bạn thấy không? Cho nên cái bản ADN đó đều là giả. Nhưng mà tới hiện nay luôn thì bên chính quyền cũng chưa có xử lý cái vụ mà loạn luân. Thì cả ông Thắng cũng nói rồi, sự thật họ không có loạn luân thì làm sao mà ấy. Thì có một cái đoạn này em không biết em nên cho các bạn nghe hay không. Thì cái phần này đây đó là nắm coi đâu rồi. Cái phần này đây đó là về bên phía của Diễm My. Lúc mà Diễm My bị nhốt nha các bạn, lúc mà Diễm My bị nhốt đó, là sau đó Diễm My đã thoát ra được và đã đăng clip tố cáo. Thì cái này em cho các bạn nghe sơ sơ thôi nha. Cái này là hình như là chưa có trên mạng, không biết có chưa nha, nhưng mà chắc nghĩ chưa có đâu. Bạn nghe nha. Nhưng mà em có chỉnh cái âm thanh là tí xíu rồi, cho bên ông Thắng đừng có nhận nhịn ra là người nào đã báo cáo tình hình nha các bạn. Này. Em đã chỉnh cái âm thanh lại cho nên các bạn thông cảm nha. Đó. Cái này là một người bí ẩn đã đưa thông tin trước khi mà Diễm My xuất hiện cái clip tố cáo cha mình nha các bạn. Lúc này cái thời điểm này là Diễm My đang bị nhốt trong nhà. Mày nói chứ bây giờ á, giờ chị nói cho con nghe, bây giờ cỡ nào là cỡ, dùng gì á, con Diễm nó cũng con của mình. Chị thôi bây giờ đó, con cho nó đi tới đi luôn. Bây giờ các bạn nghe ông Thắng trả lời như thế nào cho với bà Mai nha. Cho nó thoải mái, cho tinh thần, nó định lợi đàng hoàng, cho nó đó. Sống cho có đồng người cũng ngủ như vậy. Nghe đây nha. Cái con biết nó nói làm sao không? Nghe đây. Nó nói bây giờ là ổng kêu á, là tạm thời đẩy nó chị đi, nó không có chết đâu mà sợ. Chứ đó. Bây giờ nếu mà chưa có đâu là đâu hết, tôi thả nó ra mà này các bạn nghe cái khúc này cũng là quan trọng đây. Ở tù cũng phải ở tù, mà cái gì cũng phải, cái gì tội nghiệp con nhỏ muốn chết luôn bây giờ đó. Tới thậm chí cái máy mà bây giờ mày nhốt cái gì ta không có cái máy để mà nó bấm nó chơi nó coi. Đó, các bạn nhớ cái thời điểm mà Diễm My bị nhốt đó là không có cái điện thoại, không có gì hết. Chính Diễm My cũng nói nha, giấy tờ tùy thân đồ là bị mất hết, bị tịch thu, bị ông Thắng bà Mai giữ hết nha. Còn mà coi gì cho nó đỡ buồn, nó hại cái gì hết trơn. Cái nó mới nói ổng kêu như vậy đó, rồi cái nó xuống nó tắt cái mình, nó mới nói cái con quỷ ông Diễm này nó cứng đầu lắm, nó nói là nhốt thì nó nhốt tới cái ngày chết, chứ mà thả nó ra là nó cũng tố cáo, nó cũng được đi ra tòa, nó cũng tố. Đó, các bạn nghe kìa, tố cáo ra tòa là tố liền đó. Nó cũng tố cáo, nó cũng được đi ra tòa, nó cũng tố cáo rồi, nó không có bỏ qua đâu. Đó, cho nên á cái khúc này đây đó là cái khúc mà Diễm My đang bị nhốt. Thì sau khi cái này là vào tháng 8 năm thời điểm là tháng 7 tháng 8 năm 2020, thì lúc đó đó là các bạn cũng nghe là Diễm My cũng sau khi mà lên clip ngày 31 tháng 10 đó, cũng lên clip nói rằng đó là Diễm My có nghe được rằng là ông Thắng bà Mai cũng đã lên kế hoạch để mà đưa Thiền Am đi cách ly để mà thử máu đó các bạn. Nhớ không? Nhớ cái vụ đó không? Thì cái này đây đó thì theo cái lời của người cho nên em chỉnh lỗi chút xíu thôi cho các bạn nghe vậy thôi. Thì các bạn suy nghĩ sao cũng được về cái vụ này, suy nghĩ sao cũng được nha. Thì người đoàn người này có nói rằng đó là nếu như mà Diễm My đã nói thẳng vô ông Thắng có nhốt nó, có nhốt tôi thì nhốt luôn cả đời cho tới chết, chứ đừng có để cho tôi thoát ra. Khi mà thả tôi ra, tôi thoát ra tôi sẽ tố cáo đó, các bạn thấy không? Cho nên chính cái ngày 31 tây tháng 10 năm 2020, Diễm My đã trốn thoát và đã không phải trốn thoát trước đó rồi, mà Diễm My đã chính thức lên tố cáo cha của mình vào ngày 31 tây tháng 10 năm 2020 đó nha các bạn. Là cái clip đầu tiên đó. Để em coi. Em đưa cái đó lên cho các bạn xem. Cái clip đầu tiên.
trên đâu rồi, Diễm My đây. Thì cái clip đầu tiên đây là vào tháng 10 ngày 31 tây năm 2020. Thì trước đó mấy ngày bên Châu Tinh Tinh và bên Phan Khai Gian cũng đi tìm Diễm My trước đó mấy ngày nữa các bạn, mà nhưng tìm không có ra, và sau đó Diễm My đã trốn và đã đưa cái clip này đầu tiên lên tố cáo cha của mình, đó là sự thật. Cho nên những cái lời mà lúc mà trong lúc mà Diễm My bị nhốt đó, Diễm My cũng có kể rằng đó là cái chìa khóa ông Thắng đã khóa kỹ lắm, chỉ có một chiều thôi nha các bạn, khóa là bên trong không mở được, và cái buồng tắm, cái lưỡi gà đều bị cắt bỏ, không có cái lưỡi gà, cái phòng tắm không có lưỡi gà thì làm sao mà đóng cửa ra vô. Cho nên Diễm My có nói rằng đó là ông muốn vô, ai muốn ông muốn vô xem lúc nào cũng được ha, à, các bạn thấy không? Cho nên tất cả đều là sự thật nha các bạn. À, cho nên cái ngày phiên tòa ngày 20 tây tháng 7 này là ngày hôm nay, tí nữa đây sẽ diễn ra, thì để xem coi những người đặc biệt có xuất hiện hay không, chẳng hạn như ông Nhật Từ, để coi ông có xuất hiện hay không, rồi những người đặc biệt khác nữa, chẳng hạn như ông, hình như là ông Minh Thiện thì phải, nếu như em nhớ không lầm tên của ông. À, còn những người mà trong đây nữa thì cái gì cũng vậy, đều có một cái sự giống như cái bẫy á các bạn, giống như luật sư đã nói đó, là hôm qua có làm đó là chứng cớ, mà luật sư nghi ngờ là những chứng cớ mà truy tố là những chứng cớ có dấu hiệu giả mạo. Cho nên ngày 20 tây này là một ngày rất là hấp dẫn, thì hy vọng mình sẽ biết được cái kết quả của phiên tòa như thế nào nha. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nha, em mệt rồi, em ê ẩm nguyên cái người, nhất cái đầu nãy giờ mà ráng để mà chia sẻ cho các bạn. Thôi bây giờ em đi mua cháo xong em về em nghỉ ngơi đây, để mình xem xét cái ngày phiên tòa sẽ như thế nào nha. Nếu có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký nha, nhớ bấm like, bấm share và bình luận cho em biết nha. Xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp, bye bye.